mới cái phối hợp đó, cái thống nhất đó, nó đòi hỏi cái người nghe lắm, chuyện lắm. Không phải ai nghe ca trù là hiểu ca trù đâu. Tôi những cái buổi đầu tiên mà tôi đi chơi với anh Tuân, tôi không hiểu gì đó đâu. Bởi vì thứ nhất là không hiểu cái phép tắc của ca trù, thứ nhì là không hiểu cái văn của ca trù. Người hát mình không nghe rõ, mà cái bài thơ mình không có biết rõ, cho nên phải nói rằng sau này lần lần tôi mới hiểu ca trù. Và bữa nay tôi đã hiểu hơn là vì mấy cái bài của các bạn đọc đấy mà tôi đã xem trước rồi. Bởi vậy cho nên tôi có lời khuyên đối với anh em mà câu lạc bộ ca trù là phải làm sao khi mình tổ chức buổi họp ca trù đó thì mình phải làm cho người nghe, người ta trước hết người ta hiểu không? Không biết anh làm như ông Mai nói không? Cái chuyện đó là chuyện trong đại học, tôi không lịch lãm lắm. Nhưng mà nếu mà người nghe mà không hiểu văn ấy, thì không biết cái trù gì, không hiểu được cái bề sâu đó, không hiểu được cái bề cao đó. Cho nên các đồng chí mà muốn cho cái trù nó sống lại mà nó phát triển, thứ nhất là trong thanh niên, trong ông già thì có khả năng phát triển hơn, nhưng mà nhất là trong thanh niên nó mới bảo tồn được cái ca trù, thì phải làm cho người ta hiểu trước khi người ta nghe. Ví dụ tôi hiểu, tôi đọc mấy cái bài của các đồng chí đưa tôi trước, rồi tôi nghe ca trù, là tôi vừa nghe nhạc, nghe ca mà hiểu văn thì mới hiểu được ca trù. Nếu người biết nhạc không mà không hiểu văn không được. Phải hiểu văn, hiểu nhạc rồi mới hiểu được ca trù hay ở chỗ nào. Mà do nơi đó mà có khả năng các đồng chí làm những câu lạc bộ ca trù kéo thanh niên ra phần nào khỏi mấy cái nhà nhạc karaoke chẳng hạn. Tôi không phản đối karaoke, nhưng mà tôi nói rằng nếu mà có cái lựa, có cái chọn giữa karaoke và cái ca trù của mình chẳng hạn, là tôi lựa ca trù hơn. Bởi vì nó có, một là nó có đánh giá dân tộc hơn, hai là nó có vô phong đưa, có bề sâu, nó có văn chương, nó có nghệ thuật, nó có đánh giá dân tộc. Cho nên cái mạnh, cái thế mạnh của ca trù là ở chỗ đó. Bởi vì nếu cái đồng chí câu lạc bộ ca trù mà muốn phát triển cái ca trù ra, phải làm sao mà những cái bài văn ca trù hay nhất thì phải như anh Mai nói, phổ biến trong thanh niên, thứ nhất là trong sinh viên. Nói rồi, nhạc ca đã ra hay rồi. Có nhiều khi nhạc với ca đó mình không cần hiểu cái lời nói thì cũng hiểu được nhạc và ca và văn in. Nhưng mà nhạc và ca trong ca trù nếu không hiểu anh thì bớt 50%. Nhạc và văn, cái đó hai cái nó nhập vào một thì mới là ca trù. Mà cái tiếng dân tộc cao lắm,
Bởi cho nên tôi có lời có góp một số ý kiến mà dân thể thì cảm ơn các đồng chí, các bạn đã làm cho tôi sống lại một số ngày vẻ vang ở Hà Nội năm 1945-46 mà năm 4-55. Cảm ơn các đồng chí lắm, cảm ơn các bạn người Tị lắm. Và tôi mong rằng các bạn làm sao mà thu hút cái giới thanh niên tôi nó vào đây, không phải để tôi bỏ karaoke của nó luôn, nhưng mà nó đem cái phần nghị lực, đem phần tâm hồn đó vào những cái dân tộc, mà trong những cái có tiếng dân tộc đó, đó là có ca trù của các anh chị. Đó là về phần cái buổi lễ hôm nay. Tôi rất cảm ơn anh em chị em. Và tôi có lời xin lỗi là nhà tôi hẹp quá. Nhà đây là cái kho sách chứ không phải là cái nhà. Chung quanh là sách hết. Mà sách đó là nhà là những người bạn không biết nói. Vậy thì mời các anh các chị, các bạn hôm nay đến đây, thì các anh các chị có thấy hơi tù túng một tí đó ha. Nhưng mà lấy với cái lòng mà nói với lòng, thì tôi trước hết là tôi cảm ơn các bạn đã tới đây, sau là tôi cảm ơn hội sư học, ba là tôi cảm ơn các đồng chí nghệ sĩ, và tôi nghĩ rằng cái sắp tới các đồng chí cứ tiến lên. Ví dụ như cái buổi lễ 100 năm của nhà sự học Tần Nguyên Thiệu là một điều kiện. Nhà sự học Tần Nguyên Thiệu lớn không phải là nhà chỉ là nhà sự học tôi, mà là một người thích ca trù đấy. Nếu mà các anh làm ca trù cái buổi đó thì chắc là thành công thôi. Mà tôi mong các anh các chị sẽ biểu diễn buổi đó còn hay hơn là buổi hôm nay. Xin mời nhớ các bạn. Cái buổi sinh hoạt nghệ thuật ca trù, chúc mừng thầy cô Tần Văn Dào thượng thọ đến đây coi như là chuẩn bị kết thúc. Trước khi kết thúc, tôi xin thay mặt Hội Khoa học Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh, thay mặt câu lạc bộ ca trù, xin cảm ơn thầy cô đã suốt từ sáng giờ đã ngồi tham dự cho đến phút cuối cùng. Cảm ơn tất cả các bác, các đồng chí, các bạn, các anh, các chị đã bỏ chút thời giờ vào tháng Chủ nhật đến dự cái buổi sinh hoạt hôm nay, đã đem lại cái sự thành công cho cái buổi sinh hoạt. Và đặc biệt tôi xin thay mặt Hội Khoa học Lịch sử Thành phố, thay mặt câu lạc bộ ca trù, cảm ơn các nghệ sĩ ca trù hôm nay đã là hết mình biểu diễn rất là thành công, trình bày rất là thành công các bài hát ca trù, trong đó có những cái bài hát mà chúc mừng thầy cô Tần Văn Dào thượng thọ. Xin cảm ơn tất cả.